chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bardo Episode. Ở video này mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn về cách form một cuốn tài liệu mà khách hàng đưa tới cho mình như thế này. Thì đây là một cuốn khổ B5. Thì nếu mà các bạn đã có giấy A5, giấy B5 thì các bạn sẽ bỏ vào, các bạn chạy thì nó sẽ thuận tiện. Còn nếu mà các bạn không có giấy B5 thì mình sẽ chạy trên giấy A4. Thì để mà setup đi chọn tài liệu và setup như thế này thì hôm nay mình muốn chia sẻ video này, các bạn hãy theo dõi hết video nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng vào trong máy để chúng ta thực hiện nhé. Sau khi chúng ta nhận tài liệu cho khách hàng thì chúng ta sẽ coi thử là chúng ta sẽ đặt trên mặt kính và chúng ta coi thử là cái khổ giấy như thế nào, và thử nó có nằm thuộc đúng khổ giấy hay không, ví dụ như A4 hay là B5 hoặc là A5 hoặc là những cái tài liệu mà nó có thể là trên dịch nó không thuộc vào cái khổ nào nhưng mà nó vẫn nhỏ A4, thì chúng ta sẽ đặt cái tờ giấy này như thế này. Thì trên đây các bạn sẽ thấy một cái khổ. Rồi, sau khi chúng ta đặt giấy vào rồi chúng ta sẽ kiểm tra cái bản phô của chúng ta là nó thuộc ở cái khổ nào nha. Thì các bạn sẽ thấy trên đây nè, nó sẽ hiện dòng chữ là B5, còn đây là A5, đây là A4. Thì các bạn sẽ coi thử là nó nằm ở khổ nào. Thì cái tờ giấy này như nãy mình đã nói, nó trực thuộc khổ B5. Thì để khổ B5 á, nếu mà các bạn đã có giấy mà khổ B5, tức là cái giấy như thế này, thì các bạn set up, các bạn bỏ giấy vào trong cái khay như sau. Các bạn kéo cái khay 2 ra. Các bạn kéo khay 2 ra. Thì ở đây nè, nó sẽ có những cái nút, ví dụ đây là nút khóa. Bây giờ chúng ta sẽ mở này lên. Chúng ta sẽ mở khóa cái phần này ra, mục đích là gì? Là chúng ta sẽ cân chỉnh như thế này là được nè. Rồi sau đó các bạn lấy cái giấy này ra. Các bạn bỏ giấy B5 vào, ví dụ đây là giấy B5. Thì giấy B5 đây, ví dụ đây là bỏ giấy B5, thì mình sẽ bỏ thế này. Mình sẽ cân chỉnh như thế này, tức là mình sẽ bỏ giấy B5 ngang. B5 ngang, rồi sau đó các bạn cân chỉnh nó như thế này. Sau khi nó vừa đủ xong, nó vừa đủ các bạn khóa lại cái này. Rồi sau đó các bạn sẽ thấy nè. Rồi sau đó các bạn sẽ thấy trên đây nè, nó có nhật ghi, nó đánh nó in những cái số trên đây. Thì ở đây là B5 ngang, tức là nó nằm ở cái khay này, còn B5 dọc. B5 dọc thì nó nằm như thế này. Còn B5 ngang thì nó nằm như thế này. Và trên đây nè, chúng ta sẽ cầm cái tay này nè. Cầm này. Chúng ta bóp này vô. Chút rồi chúng ta sẽ đẩy tới. Và đây, đây là cái B5. Còn đối với B5 dọc thì các bạn sẽ kéo lùi lại. Làm sao á mà cho cái phần này nè. Cái phần này nó khớp dưới cái chỗ slot. Đây, nó nằm thế này. Nó khớp dưới cái phần này, nó có cái dấu gạch đây. Là chúng ta sau khi đó chúng ta ha, nếu về thì nó nằm sẽ nằm như thế này. Và sau đó các bạn mở khóa này ra, các bạn điều chỉnh vô. Điều chỉnh vô này, như thế này. Còn đối với ngang thì chúng ta sẽ bỏ như thế này. Chúng ta điều chỉnh vào. Sau khi cho nó vừa khớp cái giấy, chúng ta khóa lại. Và chúng ta sẽ đưa cái tờ này, đưa cái phần này nè, phần chặn này nè. Chúng ta đưa vô cho phần đúng khổ B5. Rồi sau đó tiếp theo. Rồi tiếp theo là phần chỉnh thước. Thì ở đây á, là cái khổ giấy A4 bình thường, như nãy là mình để giấy bên A4 bình thường như thế này. Thì khi mà mình đã sử dụng B5 hay mình đã sử dụng B5 thì mình sẽ đẩy cái thước này lên, để cho khi mình đẩy này vào, mình đẩy cái khay giấy này vào thì máy nó sẽ nhận được cái chức năng của cái B5 dọc hàng ngang. Đối với B5 dọc thì các bạn đẩy lên. Đây. Đây là thông số của cái B5 dọc, còn đây là B5 ngang. Mình đang chỉnh B5 ngang thì nó mình sẽ chọn tới mức này. Thì ở cái này á, mình có thể là đẩy lên đẩy xuống, các bạn có thể tùy chỉnh. Nếu các bạn chỉnh lỡ một cái đoạn sai thì các bạn đẩy vào, các bạn thấy nó hiện trên B5 mà nó không đúng thì các bạn cứ đẩy tới khi nào mà đúng rồi thôi, đúng không? Rồi bây giờ là chúng ta sẽ lên màn hình, chúng ta kiểm tra đẩy này vào, chúng ta kiểm tra coi thử là nó đã đúng là B5 ngang chưa nha. Đây nè, sau khi các bạn đã chỉnh xong rồi thì các bạn sẽ thấy là đây, trên đây nó sẽ hiện B5, đúng không? B5 ngang nè, còn B5 dọc là như thế này, B5 dọc như thế này. Rồi sau đó chúng ta sẽ bỏ tài liệu lên, chúng ta chạy. Sau khi chúng ta kiểm tra xong thì các bạn sẽ đẩy cái nắp này lại. Và sau các bạn sẽ bỏ tài liệu vào, các bạn chạy bình thường, chúng ta chân như thế này. Rồi chúng ta bấm số bộ, chúng ta chạy thì nó sẽ ra được là cái khổ B5. Đó là cách mà chúng ta có giấy sẵn của giấy B5 ở sẵn. Còn nếu mà các bạn không có giấy B5 mà các bạn mất công, các bạn thấy cắt đồ nó hơi bất tiện, chúng ta sẽ chạy luôn bên cái khổ A4. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là phô trên cái khổ A4 và cách chỉnh nó như thế nào nhé.
Đối với chạy A4 thì khi các bạn chưa quen thì các bạn nên sử dụng một tờ trước để chúng ta đặt vào máy và chúng ta chạy để chúng ta canh nha. Thì cái đặt máy thì các bạn là có thể là đặt bình thường như thế này, chúng ta không thể nào đặt phần gáy này vô được tại phần gáy này nó dính keo, cho đó nó dễ bị nó cuốn rất là khó. Do đó mình sẽ sử dụng mình đưa cái đầu này vào ha, thì mình đưa vào, các bạn canh chỉnh ở đây là canh chỉnh, chúng ta đưa canh chỉnh sao cho nó phù hợp như thế này ha. Sau khi canh chỉnh vào thì nếu đối với một người bình thường ha, nói với các bạn thì các bạn khi các bạn để vậy mà các bạn chạy, các bạn chọn hai mặt ha, các bạn chạy đây, khi đây mà các bạn chọn hai mặt, các bạn chạy thử một tờ thì nó sẽ có hiện tượng như thế nào nha. Giờ đây mình sẽ chạy thử một tờ cho các bạn xem. Đây, sau khi các bạn chạy nè, các nếu các bạn bỏ bình thường như thế này, các bạn bỏ vào và các bạn chạy thì nó sẽ, các bạn sẽ thấy bên đây nè ha. Thì ở đây đối với cái những cái phần như thế này đây, tức là nó sẽ chừa cho đây một khúc đúng không, cái này mình không nếu mà sau này á, mình không ấy thì mình cắt không sao, nhưng mà đối với cái phần mặt hai thì các bạn sẽ thấy nó lệch, sẽ lệch xuống đây nè ha, nó lệch xuống phía dưới này. Như do đó bây giờ mình sẽ đưa cái phần này lên làm sao cho nó chuẩn với cái phần bên đây ha. Thì khi nó chuẩn với phần bên đây thì nó sẽ chuẩn với cái lề dưới ha, khi chuẩn với phần này thì nó sẽ chuẩn với cái lề dưới. Bây giờ chúng ta sẽ canh, chúng ta sẽ canh như sau. Thứ nhất, các bạn vào trong cái Edit Mask đây này, Edit Mask, các bạn bấm vào Edit Mask cho mình. Sau đó các bạn bấm vào cái Arwin Assessment. Rồi sau đó đối với cái phần đây là cái phần đây là cái phần mặt trên, các bạn đã nhớ nè, đây là cái phần mặt trên, phía bên này là phần mặt trên và phía bên này là phần mặt dưới. Thì để phần mặt dưới thì chúng ta sẽ, các bạn nếu mà các bạn có cảm nhận, nếu các bạn đưa lên thì nó sẽ tụt xuống nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đưa xuống về phía mình, đưa xuống phía máy, rồi chúng ta sẽ đưa xuống như thế này. Thì ở đây mình thấy nó hơi cao đúng không, mình sẽ đưa xuống hết tất cả luôn. Thì các bạn có thể cảm giác các bạn sẽ canh này từ từ à, các bạn canh lên canh xuống từ từ, hoặc nếu các bạn đã quen nào, hoặc là những các bạn trong tình huống các bạn chụp nó nhiều cái tình huống đó thì các bạn có thể nhớ thông số, các bạn chỉ cần bấm vô một lần thôi là chúng ta có thể sử dụng được. Còn nếu mà chưa thì các bạn có thể canh từ từ, ví dụ lúc đầu là có thể là 15 hoặc 20 hoặc 30, sau này khi mà các bạn photo ra, các bạn cân chỉnh được cái tờ giấy sao cho nó phù hợp thì các bạn lúc đó các bạn để các bạn chạy. Thì bây giờ đây chúng ta sẽ bấm ok nè, và ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ chạy thử một tờ tiếp tục và coi thử nó như thế nào. Và bấm start, bây giờ máy nó sẽ chạy xuống ha, mình lấy ra mình coi một tờ. Đây, bây giờ các bạn sẽ thấy nè, đây là mặt một đúng không, mặt một, đây mặt hai, lề dưới nè, lề trên nè ha, mặt trước mặt sau. Thì cái này nó đã tương đối là ok rồi, các bạn sẽ thấy ha, tương đối là ok, tức là nó cái này nó còn tương đối với nhau nè ha, tương đối với nhau. Hoặc là các bạn có thể là chỉnh cái phần này, các bạn chỉnh xuống, nhưng mà theo mình nếu mà để vậy thì tập nữa mình cắt là nó ok rồi, nó không có vấn đề gì hết. Rồi sau đó khi mà chúng ta đã xong hết, chúng ta cân chỉnh thì xong hết như thế này, chúng ta cân chỉnh hết như xong thế này, rồi sau đó chúng ta sẽ bỏ vào, chúng ta bấm số trang à, bấm số bộ và chúng ta sẽ cho máy nó chạy và lật theo số bộ. Rồi sau khi các bạn chạy xong thì đối với mà cái cuốn sách mà cái khổ các bạn đã có khổ giấy B5 rồi thì nó sẽ ra hình thức như thế này ha. Thì các bạn chỉ cần dỗ sao cho nó đều, chúng ta sẽ bấm gáy và chúng ta cắt xén xong. À, đó là phần mà khi mà chúng ta đã có cái khổ giấy đúng theo cái tài liệu là B5 thì chúng ta sẽ chạy như thế này. Còn đối với A4 mà nãy như mình nói thì bây giờ chúng ta sẽ chạy cái tài liệu của nó sẽ ra một cuốn A4 như thế này. À, thì các bạn đây sẽ thấy đây là cuốn A4. Thì ở đây nó có hai tình huống để các bạn xử lý cái tài liệu này. Cái thứ nhất, nếu mà các bạn cảm thấy mà cái tài liệu này khi mà phô ra, hồi nãy mình canh xong, nhưng mà phô ra A4 á, mà cảm thấy nó đẹp, nó đều hết thì chúng ta cứ để như thế này và chúng ta sẽ đóng A4. Chúng ta sẽ để thế này và chúng ta đóng xong, chúng ta cắt cái gáy đây, chúng ta sẽ dán lại. Tại vì sao? Tại vì khi mà các bạn đóng cảm thấy một cuốn A4 thế này, mà khi mà khách hàng á, khi mà đóng xong mà khách hàng lật ra cảm thấy nó thoải mái, nó đọc, thì chúng ta sẽ để cho khách hàng như vậy luôn. Để cho khách hàng như vậy luôn và sau đó mình sẽ giải thích cho khách hàng sao, hoặc là khi mà mới vào lần đầu tiên vào và các bạn nhận đồ cho khách hàng thì các bạn cũng có thể các bạn giải thích trước. À, nếu các bạn đã có kinh nghiệm rồi
Còn nếu không thì các bạn cũng có thể là để như vậy luôn. Chúng ta sẽ đóng bông gáy như thế này và chúng ta sẽ đưa cho khách hàng. Thì ở đây mình sẽ đóng thử một cuốn cho các bạn coi, là các bạn coi sẽ thấy là nó sẽ, cái cuốn tài liệu nó sẽ dễ dàng và sẽ lật ra hơn rất nhiều so với những cái tài liệu mà sản phẩm chúng ta sẽ căng đóng xét thế này ha. Thì chúng ta sẽ đóng, chúng ta sẽ dỗ đều hết, chúng ta phải ghim. Trước khi đóng chúng ta đã đo ghim rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đóng, mình sẽ đóng trước một cái cho các bạn coi là nó. Đây, sau khi đóng xong thì các bạn sẽ thấy ha, khi dỡ một cuốn tài liệu ra thì khách hàng dỡ ra đọc rất là thoải mái ha, rất là thoải mái. Đó, tại đây là một cuốn tài liệu học nên dỡ ra đọc rất là thoải mái. Chúng ta sẽ ở tài liệu này mình sẽ quyết định là để đóng như vậy cho khách hàng luôn ha, đóng như vậy cho khách hàng luôn. Còn đối với mà khách hàng mà muốn, khách hàng mà yêu cầu nó phải giống như cuốn gốc, yêu cầu nó phải giống cuốn gốc thì các bạn sẽ coi, các bạn sẽ coi nè, thứ nhất là cái lề bìa, cái lề bìa thế nào thì chúng ta sẽ canh ha, chúng ta sẽ canh. Ví dụ đối với cái lề bìa này nó hơi dài nè, đúng không, nó hơi dài thì chúng ta sẽ canh, canh thì chúng ta sẽ canh cái phần chỉnh nè, chỉnh của cái máy đóng á, chúng ta canh vô làm sao chúng ta sẽ đóng đây, đóng đây ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ đưa lên, chúng ta sẽ cắt, chúng ta sẽ cắt xén phần này. Còn đối với cái phần dư này chúng ta cắt xén luôn, cắt xén này và cắt xén này thì nó sẽ đều với cuốn gốc như thế này cho khách hàng. Đó là cách thứ hai để mà xử lý tài liệu này. Đó là một số cái chia sẻ về cái cách photo một cuốn tài liệu mà đã theo cổ anh Năm, về cách chỉnh như thế nào và cách chạy như thế nào thì mình đã chia sẻ ở phần video rồi. Nếu các bạn cảm thấy video này chia sẻ mà có ích thì các bạn hãy chia sẻ để mọi người cùng theo dõi, và nhớ bấm like để ủng hộ tinh thần cho video. Nếu các bạn cảm thấy mà kênh Bado Official này có ích, khi các bạn ghé qua kênh Bado Official thì các bạn hãy cố gắng giúp mình đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng qua chuông. Khi mình đăng những video mới lên thì các bạn có thể nhận thông báo và theo dõi những cái chia sẻ của mình về ngành nghề lĩnh vực chính đáng. Video của mình tới đây là kết thúc. Xin chúc tất cả các bạn có một công việc thật là ổn định và ngày càng đắt khách. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau. Bye bye.